Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Chào tất cả quý vị khán giả, chúng ta quay trở lại câu chuyện của anh Cu Đen. Mới đây, những thông tin đồn thổi hành lang như quý vị khán giả Phương Văn sẽ chia sẻ. Vì chúng ta không phải là người ở bên Mỹ và cũng không chứng kiến sự việc tại Mỹ, cho nên đồn thổi về việc anh Cu Đen đang chuẩn bị ngân hàng sẽ siết nhà, siết nợ và vợ chồng lang thang, gọi như là một người vô gia cư homeless. Thì thật hư câu chuyện như thế nào? Chắc có lẽ là chúng ta và mọi người cũng là suy đoán. Vì anh Cu Đen là một người mà con lai da màu mà sống bạc tình bạc nghĩa với mẹ nuôi của mình. Thì thông tin gần đây là anh Cu Đen cũng như là các anh em người da màu quay trở lại Việt Nam nhờ các kênh YouTube, các anh em hỗ trợ thông tin để tìm kiếm mẹ ruột của mình. Nhưng đâu đó hiện tại thì mẹ ruột của mình chưa có thông tin thì tìm ra mẹ nuôi. Mà ít nhất người mẹ nuôi đó là mẹ Hòa, năm nay là 84 tuổi quý vị khán giả. Thì tuổi già sức yếu cũng lẩm cẩm rồi. Mà mẹ Hòa là từng nuôi anh Cu Đen cho tới năm 9-10 tuổi. Và sau đó thì anh Cu Đen được gửi vào cô nhi viện và đi sang bên Mỹ quý vị khán giả. Nếu như cộng đồng mạng quan tâm thì câu chuyện này thì chắc có lẽ là ai cũng phẫn nộ về việc anh Cu Đen. Tại sao cái người mà dưỡng dục nuôi nấng anh ít nhất là 10 tuổi thì cái tuổi đâu có còn là cái tuổi mà nhỏ mà không nhớ. Thì anh Cu Đen quay trở lại vợ chồng anh lên cộng đồng mạng và phủ nhận những việc làm của mẹ Hòa và cái người mà nuôi nấng mình đã 10 năm khi tuổi còn thơ ấu. Thì cái việc mà không nhận mẹ Hòa đi nữa, cho rằng là quên đi, thì cái việc đó cộng đồng mạng lúc đầu cũng không đáng trách. Nhưng mà đến khi đỉnh điểm là anh Cu Đen ảnh gửi về cho mẹ Hòa 500 đô, gửi về chưa tới nơi thì ảnh gọi điện là nhân viên bưu điện đi đến là lấy lại 500 đô đó. Thì nói là gửi nhầm. Kính thưa quý vị khán giả, anh Cu Đen ảnh không thật thà. Nếu như bước đầu không gửi thì thôi, còn nếu gửi thì phải gửi cho luôn, chứ đâu mà gửi chưa tới Việt Nam chưa nhận được thì đã đòi lại lấy lại. Thì anh Cu Đen ảnh làm cho cộng đồng mạng vô cùng sốc, vì 500 đô của anh nó không là nhiều, nó bằng cái công sức của mẹ Hòa mà nuôi anh 9-10 năm trời khi anh còn đỏ hỏn, mà vì hoàn cảnh nào đó thì mẹ ruột của anh đã bỏ anh để cho một người khác nuôi. Thực sự mà nói, cái việc thời chiến tranh á, các quý vị khán giả, mà sanh ra một người em bé da màu hoặc là em bé da trắng, cái thời khắc lịch sử đó, thật sự người mẹ ruột không có đủ can đảm để nhận con mình để nuôi quý vị khán giả, mà cho anh chị em hoặc cho bà cô nhi viện hoặc cho ai đó rồi xin lại nuôi. Cái trường hợp đó cũng có xảy ra. Chứ không dám là tự mình nhận là mình đã đẻ con mình ra mình nuôi nha quý vị khán giả. Biết bao nhiêu người rơi vào cái hoàn cảnh đó. Thật sự người mẹ cũng đau khổ khi mà bỏ con. Nhưng mà vì thời khắc lịch sử, cái thời điểm mà không cho phép sinh con ra mà không bảo vệ được con mình quý vị khán giả, thì cái người mẹ hết sức là đau khổ. Thì gần đây nhiều anh em người Mỹ Lai đã tìm về nguồn cội của mình, nhưng mà ai cũng thương hết trơn, chỉ có anh Cu Đen thì làm cho cộng đồng mạng trong và ngoài nước vô cùng bức xúc. Những cái thông tin là bội bạc, vô ơn, bội nghĩa với người mẹ nuôi của mình, đó là mẹ Hòa. Và cả vợ chồng anh cũng vậy. Người ta nói là mất vợ thì được chồng, nhưng mà bây giờ cả hai vợ chồng anh Cu Đen là mất hết. Nghĩ sao người mẹ nuôi của mình nuôi mình 9-10 tuổi, mà bây giờ là mình phủ công ơn hết, mình gửi về cho có 500 đô, mà gửi chưa tới nơi thì kêu người khác, kêu nhân viên bưu điện là lấy lại rồi. Quý vị khán giả thấy anh Cu Đen, vợ chồng anh, coi cái đồng tiền có 500 đô, nó lớn quá sức tưởng tượng, mà mất tình, mất nghĩa, không biết anh suy nghĩ như thế nào. Không biết ai giật dây anh mà anh đã gửi về cho Việt Nam rồi, mà bây giờ anh kêu lấy lại thì bó tay rồi.
Rồi sau đó cộng đồng mạng bức xúc lên tiếng, quý vị khán giả thấy ảnh giả nickname này giả nickname nọ, kể cả vợ của anh cũng vậy, gọi hết kênh này kênh nọ rồi bình luận toàn là bình luận chỉ trích không quý vị khán giả. Thật sự qua câu chuyện này Phương Văn phải nói là ngưỡng mộ mẹ Hòa. Vì sao quý vị khán giả biết không? Một người phụ nữ mà không có gia đình mà dám nhận hai đứa con để nuôi, thứ nhất là anh cô đen, thứ hai nữa là mẹ của bé Ni, thì người phụ nữ mà không có gia đình mà nhận hai đứa trẻ để nuôi thì quý vị khán giả thấy là một thân một mình cực khổ vất vả. Mà cái thời điểm đó là thời điểm là khó khăn, kinh tế cũng khó, rồi thời khắc lịch sử nhận một em bé da màu nè, người Mỹ Lai nuôi nè, rồi một người Việt Nam để nuôi, mà trong khi đó mẹ Hòa là không có gia đình mà nuôi hai đứa con như vậy. Gia đình ngăn cản cỡ nào mẹ Hòa cũng nuôi hai đứa con cho tới là hết hết khả năng có thể. Và quý vị khán giả thấy mẹ của bé Ni cũng là con nuôi, anh cô đen cũng là con nuôi, nhưng mà mẹ của bé Ni á sống tới mẹ với mẹ của mình cho tới là không may đã qua đời. Còn hiện tại bây giờ có một mình bé Ni là một người cũng đặc biệt quý vị khán giả. Bé Ni cũng không có giấu giếm gì là bé Ni là người chuyển giới vì muốn tìm lại chính mình. Cho nên là cái việc mà bé Ni chuyển giới sống cái thời đại hiện nay thì đã quay trở lại chính mình, đó là mọi người thương yêu ủng hộ và mong cho em có cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Và hiện tại thì bé Ni sau cái vụ lùm xùm với anh cu đen, hiện tại bé Ni cũng đã lập được cái kênh YouTube và rất thành công phát triển, phải nói là bao nhiêu người YouTuber mơ ước như bé Ni bây giờ cũng không được quý vị khán giả. Vì sao? Vì bé Ni được nhiều người thương quý mến cái tấm lòng của bé Ni. Hiện tại nuôi bà ngoại, mẹ mất rồi thì nuôi bà ngoại, thì cũng là người cháu nuôi thôi, mà tại sao bé Ni chăm sóc thương yêu lo lắng cho bà ngoại khi tuổi già 80 mấy tuổi. Còn anh cu đen, ảnh là một người con nuôi mà ảnh gửi về cho mẹ có 500 đô mà ảnh kêu người lấy lại, thì quý vị khán giả thấy cộng đồng mạng có tha thứ cho ảnh nổi không? Và dẫn cho tới ngày hôm nay luôn thì cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Và anh em bên Việt Kiều ở bên bên cộng đồng con lai người Mỹ nghe thông tin là gần đây cũng mời họp anh em người con lai đó quý vị khán giả, cộng đồng người Việt người con lai ở bên Mỹ, thì anh cu đen ảnh không dám xuất hiện quý vị khán giả. Trước đây có một vài anh đã gọi cho các anh em YouTube lên tiếng về việc này, nhắn nhủ anh cu đen đừng bao giờ giác cái mặt tới cộng đồng con lai người Việt ở Mỹ nữa, tại vì cái hành động của anh cu đen không ai chấp nhận được. Mà không hiểu vì sao ảnh giả một cái tên nickname đi vòng vòng hết kênh này là phản ứng kích bác, tới kênh khác kích bác, đặc biệt là ảnh kích bác cái kênh anh đầu trọc rất là nhiều. Cái comment của một cái anh mà bình luận cho là, rằng là anh cu đen, ảnh đi vòng vòng các kênh, kênh nào ảnh cũng bình luận, kênh bé Ni Trần, kênh đầu trọc vlog, kênh Phương Văn, ảnh cũng vô, ảnh cũng bình luận, ảnh nói là Phương Văn cũng không có liên quan gì tới cô đen chân mà nói để làm gì. Còn kênh anh đầu trọc vlog thì ảnh vô anh bình luận là ăn không ngồi rồi gì đó, một ngày lên chừng 7-8 cái video như vậy đó, để cho khỏe mạnh, không ốm đau gì và cầu cho Chúa phù hộ vân vân. Nói chung là những cái lời bình luận của ảnh chỉ trích, mà bây giờ ảnh hãy suy nghĩ lại đi. Ví dụ như ảnh nói ảnh ghét một số anh em YouTuber lên tiếng vì cộng đồng, chứ bây giờ không phải là lên tiếng cá nhân nữa, thì ảnh cho rằng là ghét đi, ghét 3, 4, 5, 10 kênh YouTuber đi. Nhưng mà bây giờ cả 100.000 khán giả, mấy trăm ngàn khán giả, chẳng lẽ là khán giả người ta không nhìn nhận ra vấn đề? Thật sự anh đã sai lầm rồi anh cu đen. Trong cộng đồng mạng, khán giả là cái người công tâm nhất. Khán giả mà số đông, người ta biết được cái câu chuyện đó, người ta phân tích và người ta rất là thông minh. Đó, khán giả là cái người mà cầm cân nảy mực cái câu chuyện nào đó, là khán giả là cái người hết sức là quan trọng. Mình ví dụ như mình nói 1-2-3 kênh ghét mình đi, nhưng mà mấy chục mấy trăm ngàn khán giả, chẳng lẽ người ta ghét anh hết, người ta là muốn cho anh thay đổi tốt cho anh, người ta
nói anh là vong ơn bội nghĩa này kia nọ, cả trăm hàng ngàn khán giả như vậy, chẳng lẽ các kênh YouTube này đi mua chuộc khán giả được quý vị khán giả? Cho nên chính vì để anh thấy những cái điểm đó thì anh cũng nên nhìn nhận lại mình, xem mình có sai chỗ nào hay không, mình sống với mẹ Hòa mình đối xử như vậy mình có bội bạc hay không. Dù sao đi nữa thì mẹ Hòa cũng nuôi mình 9-10 năm trời, thì mình bội bạc như vậy, cộng đồng mạng lên tiếng và cộng đồng anh em người Mỹ Lai bên Mỹ cũng lên tiếng đó, bao nhiêu đó thì anh đã đủ thấy rồi, anh đã nhìn nhận lại vấn đề đi. Vợ chồng anh cũng vậy nè, phải nhìn nhận lại vấn đề. Trước giờ mình đã đi sai đường, mình có những phát ngôn trên cộng đồng mạng như vậy, hoặc là có những cái bình luận đả kích như vậy, do mình nông nổi hoặc là mình chưa có nghĩ sâu xa hơn, cho nên mình làm như vậy. Tới ngày hôm nay thì theo số đông của cộng đồng đã chia sẻ góp ý cho mình như vậy, thì mình nên thay đổi thì tốt hơn. Tốt hơn cho ai? Tốt hơn cho anh. Chứ còn cộng đồng mạng, người ta hết câu chuyện này, người ta qua câu chuyện khác. Mà đặc biệt là khi mà ai vấn thân vào cộng đồng mạng thì tất cả ai cũng có quyền bình luận. Chứ anh đừng có nói là bé Ni á, nó dụ các YouTuber rồi nó lấy lòng được khán giả. Trời, khán giả lấy lòng cũng không phải dễ đâu à. Khi nào đúng thì mới lấy lòng được, chứ khi nào sai thì làm sao mà lấy lòng được. Anh nói đó, anh phải suy nghĩ lại chứ. Anh dù sao đi nữa, anh cũng lớn tuổi, anh cũng già rồi. Con bé Ni nó cũng còn nhỏ mà nó lấy lòng được khán giả. Còn vì sao anh không lấy lòng được khán giả anh cô đen? Đó, thì nghe những cái thông tin gần đây là cộng đồng mạng cũng đã tẩy chay. Và có những cái thông tin là công ty của anh cũng đã là cho anh nghỉ việc. Không biết vì lý do gì. Thì quý vị khán giả thấy bên Mỹ mà, hoặc là ở đâu cũng vậy, khi công ăn việc làm của mình chính để nuôi sống bản thân mình, nhưng mà khi mà mình nghỉ việc á, là mình gặp khó khăn trong tài chính, cũng như là tiền vay ngân hàng, tiền lãi ngân hàng hoặc tiền chi phí sinh hoạt hàng tháng cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là bên Mỹ thì thường thường mua nhà là trả góp 20 năm, 25 năm mà quý vị khán giả. Nếu mà trong vài tháng mà ngân hàng mà không trả đầy đủ thì ngân hàng nó sẽ lấy cái nhà đó lại phát mãi đấy. Giống như Việt Nam mà gọi là lấy nhà phát mãi đó quý vị khán giả. Thì bên Mỹ cũng là cũng vậy thôi. Mà bên Mỹ thì nó căng hơn. Ví dụ như là trong 2-3 tháng mà không trả được thì ngân hàng nó sẵn sàng nó mời mình ra khỏi nhà và nó lấy cái nhà đó thôi. Cho nên là cộng đồng mạng cũng đang đồn thổi là việc anh cu đen thất nghiệp, công ty cho nghỉ việc, và đồng thời là sẽ vợ chồng dắt díu nhau ra khỏi nhà và trở thành người homeless. Thì ở đây nhiều cộng đồng mạng lên tiếng đó là cái việc quả báo của anh cô đen. Thật sự mỗi người khi trở thành một người vô gia cư thì cái điều đó cộng đồng mạng không ai mong muốn, nhưng ở anh cô đen thì người ta cho rằng là cái đó quả báo, tại vì anh cô đen sống không có tình có nghĩa, tìm mẹ ruột mà tìm chưa được, mới tìm được cái người mẹ nuôi của mình, nuôi mình ít nhất cũng cả cái tuổi thơ ấu của mình 10 tuổi, mà quay bây giờ mình quay trở lại, mình là gửi cho mẹ mình có 500 đô mà mình lấy lại, rồi mình chỉ trích những người cháu nuôi của mình, rồi mình cũng con nuôi, mẹ bé Ni cũng con nuôi, mà tại vì sao mà bé Ni nó là cháu ngoại nuôi luôn, mà tại sao bây giờ nó lo lắng, nó đút cho bà ngoại từng muỗng cơm để ăn đó, rồi giúp đỡ cho bà ngoại đi làm đặng nuôi cho bà ngoại. Còn anh cu đen cũng là người con nuôi mà ảnh không hề nhận mẹ mình, và cũng đồng thời ảnh cũng không có giúp đỡ được gì. Ủa, mẹ Hòa mẹ đâu có trông chờ anh bên Mỹ anh gửi về đâu. Anh mất liên lạc từ mấy chục năm nay rồi, bây giờ tự bản thân anh để tìm về, để tìm mẹ ruột. Mà thực sự mẹ ruột anh mà có biết anh nữa chắc không dám nhận anh đâu. Nếu mà nhận anh đó anh lên án, anh chỉ trích tại sao bà bỏ tôi, bà đẻ tôi ra, bà nuôi tôi không được rồi bà bỏ tôi vân vân á. Rồi anh cư xử như thế nào? Thật sự anh nên học hỏi những người Mỹ Lai khác, những anh em da màu mà tìm về. Anh coi anh Randy như thế nào, tìm mẹ mấy chục năm trời mà vẫn tìm kiếm á. Người ta vất vả, người ta không ngại đường xá xa xôi, kể cả tiền bạc bỏ ra để đi xét nghiệm. Mà tại sao cộng đồng mạng người ta thương yêu quá trời luôn, còn anh thì anh cũng đừng có trách gì, tại bản thân anh gây ra tất cả. Cộng đồng mạng là cái việc phấn thân vào cộng đồng mạng thì anh không có trách được đâu. Anh lên một cái video không, xin lỗi anh, một giây thôi là bao nhiêu trăm ngàn người, người ta đã
biết được, người ta đã xem được video đó, anh không tránh được, mà anh không thể nào trách cộng đồng mạng được. Đã nói là cộng đồng rồi thì nó không còn là cái gì mà riêng tư nữa. Cho nên anh vô anh giả nickname khác rồi anh đi bình luận kênh này không liên quan, kênh kia không liên quan để nói làm cái gì. Đã vấn thân vào cái cộng đồng mạng thì anh đừng có nói những cái lời đó, những cái câu đó, nó vô nghĩa thôi. Người ta có quyền người ta bình luận, có quyền người ta suy xét, người ta có quyền người ta gọi điện thoại để chia sẻ những cái ý kiến của người ta. Mình không có trách được đâu anh Cô Đen ơi. Nhưng mà mình hãy coi lại mình đi. Thiệt bây giờ em cũng khuyên anh thật lòng đó, vợ chồng anh đã dấn thân vào cộng đồng mạng rồi, hành động anh làm như vậy rồi, cộng đồng mạng dậy sóng, và anh em cộng đồng người Mỹ Lai bên Mỹ cũng đã tẩy chay anh, cấm anh không cho tới cộng đồng nữa, không cho lui tới nữa. Rồi bây giờ ảnh hưởng tới công việc, rồi mới mốt là anh cũng trở thành người homeless nữa. Thì anh thấy cái cuộc đời của anh như thế nào? Đó. Thì mình sống làm sao mà ráng có tình, có nghĩa và sống có cái hậu. Thì cộng đồng mạng còn thương yêu, còn giúp đỡ về tinh thần cũng như là động viên anh. Còn đằng này thì bây giờ cộng đồng mạng trong và ngoài nước khắp thế giới đang tẩy chay anh. Thì anh sẽ gặp khó khăn. Thôi thì bây giờ là anh nên là quay đầu lại và nói một lời xin lỗi mẹ ruột của mình đó, đó là mẹ Hòa đó, để cho cộng đồng người ta biết được, người ta tha thứ. Chứ còn bây giờ thật sự người ta cũng không có mong muốn anh xin lỗi ai đâu. Xin lỗi cộng đồng mạng hay YouTuber cũng không có nghĩa lý gì hết á. Mà anh chỉ xin lỗi cái người mẹ nuôi của mình đó. Anh sống bội bạc đó. Anh cho có 500 đô mà chưa tới nhà nữa, anh kêu người khác đi lấy lại rồi. Thật sự hết sức là đau lòng, rớt nước mắt quý vị khán giả. Mà cũng may là mẹ Hòa bây giờ tuổi đã lớn rồi, lãng tai khi nghe được, khi nghe không. Và cũng không có biết về cộng đồng mạng nữa. Cho nên là không có biết về kênh YouTube nữa. Cho nên là sống còn thanh thản hơn. Chứ nếu mà mẹ mà biết được chắc mẹ đau lòng dữ lắm luôn á. Tại vì bây giờ cộng đồng mạng đang rần rần, đang phản ứng mãnh liệt về cái vụ của anh Cu Đen đối xử với người mẹ nuôi của mình. Cho tới ngày hôm nay thì chắc cũng không còn gì hơn nữa là những thông tin đó hy vọng là không có thật, để cho anh cuộc sống bình yên và anh có cái nơi mà êm ấm, có mái nhà để đi ra đi vào. Chứ còn nếu mà trở thành người homeless thì chắc có lẽ là cuộc đời nó vất vả dữ lắm anh Cô Đen ơi. Thay vì mình sống mình có nhân có nghĩa một chút đi, để cho cộng đồng đừng lên tiếng và tẩy chay, thì có lẽ là anh cũng nên lên một cái video nào của cuộc kênh YouTube nào đó, anh cũng nói một lời xin lỗi với mẹ ruột của mình thôi. Anh lên tiếng đi, cộng đồng sẽ không có nói gì anh nữa đâu. Thật sự mà anh biết lỗi rồi là cộng đồng mạng sẽ bỏ qua cho anh mà thôi. Và em cũng chia sẻ với anh Cô Đen thật lòng như thế này, em cũng là làm YouTuber, chia sẻ tất cả mọi thông tin và được quyền bình luận tất cả mọi vấn đề. Cho nên là em thấy cái gì mà cộng đồng dậy sóng rồi, mình nên nhìn nhận lại và mình lên cái video để mình xin lỗi. Xin lỗi chính người trong cuộc, anh làm tổn thương mẹ nuôi của anh quá nhiều, cho nên cộng đồng mạng thấy vậy họ dậy sóng. Mà đã cộng đồng mạng dậy sóng rồi là cái số đông, còn một mình anh thì anh không thể nào chống chọi lại nổi đâu. Vậy bây giờ anh có giả 100, 1000 cái nickname, anh đi vòng vòng các kênh anh phản ứng đi nữa thì nó cũng không xi nhê gì. Nhưng mà chính bản thân anh lên video, chỉ cần một video thôi, anh chia sẻ trên cộng đồng mạng nói cái lời xin lỗi với cái mẹ nuôi của mình đó, thì chắc có lẽ là cộng đồng mạng sẽ dịu xuống và lắng xuống, sẽ từ từ nguôi ngoai và họ không còn chỉ trích anh nữa, không còn phản ứng và họ chửi anh nữa. Cho nên là em nghĩ như vậy thì tốt nhất, tốt cho anh thôi, tốt cho anh và gia đình anh thôi. Và anh biết rằng những cái YouTube đó, những cái video đó nó sẽ lưu truyền mãi mãi, chứ người ta không có xóa đâu. Người này xóa thì người kia cũng còn. Cho nên cái việc đó thì chắc có lẽ là ai cũng có một lần sai, chứ không phải là ai hoàn hảo cả. Cho nên là khi mình sai, mình nhận ra vấn đề thì có điều đó cũng là tốt thôi. Cho nên hy vọng đâu đó thì các kênh mà đang bình luận về vấn đề của anh, chắc có lẽ là anh cũng xem hết á. Nhưng mà hy vọng anh nghe được cái video của em, anh hãy nghe đi. Anh hãy nghe những gì mà cộng đồng mạng lên tiếng góp ý và hãy nghe những lời khuyên chân tình để anh làm theo, để rồi cho trong lòng anh nó thanh thản và cộng đồng mạng lắng dịu xuống rồi sẽ quên lãng theo thời gian thôi. Hy vọng là vậy. Phương Văn chỉ chia sẻ thật
thật lòng của mình thôi. Còn cái việc của anh là quyền quyết định mình có lên xin lỗi hay là mình tiếp tục đi chỉ trích các kênh khác, hoặc là mình đi vòng vòng để mình bình luận một cái khía cạnh mà không có mấy là vui vẻ, thì chắc có lẽ cũng không có tốt về anh đâu, không có mang lại cái niềm vui gì cho anh cả. Cho nên em khuyên thật lòng là lần cuối cùng em mong anh suy nghĩ lại và tự bản thân mình rút kinh nghiệm và lên xin lỗi cộng đồng, để xin lỗi mẹ Hòa, để cho cộng đồng lắng dịu xuống thôi. Đó là em khuyên chân thành. Nếu như mà anh nghe được thì hy vọng là anh có cái nhìn khách quan hơn và nhìn nhận lại bản thân mình trong thời gian tới. Hy vọng là vậy. Thôi thì Phương Văn xin phép dừng video ở đây quý vị khán giả. Và có những cái thông tin Phương Văn chia sẻ về tin tức khác, mong tất cả quý vị khán giả ủng hộ. Mong mọi người đăng ký và nhấn cái chuông và nhấn vô thông báo quý vị khán giả. Thì khi Phương Văn xuất ra cái video thì mọi người sẽ nhận được. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình yên vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.